Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay để chúng ta đến với à, phần 2 của bộ truyện gọi hồn của tác giả Nuki. Như tôi cũng đã thưa chuyện với quý vị thì đây là một bộ truyện được quý vị rất là quan tâm. Và phần 2 của bộ truyện gọi hồn này có thời lượng dài 2 tập. Hôm nay chúng ta đến tập 1 và ngày mai chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện rất hay của tác giả Nuki. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả trẻ Nuki, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị dành cho bộ truyện rất hay này. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 1 phần 2 bộ truyện Gọi Hồn qua phần diễn đọc của định Soạn. Xin ân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Gọi hồn của tác giả Nuki Qua phần diễn đọc của định soạn tập 1 Chúng ta đi đâu vậy thầy? Đi bái sư Vậy người không phải là thầy của con sao? ta có khả năng phát hiện ra con ta không đủ tài để con nhận làm thầy sau này con còn gọi sư huynh của ta là thầy cũng được vậy con gọi người như thế nào ạ à? ầm à, sư thúc nhé cuộc đối thoại giữa tôi và thầy ba đến vậy trời nhập nhoạng tối tôi và thầy có mặt ở lưng chừng của một ngọn núi thầy à không sư thúc chúng ta đang ở đâu thầy ba nhìn tôi mỉm cười đợi một lát mà trời khuất dạng hẳn còn sẽ thấy Đứng một hồi lâu mùi mỏng to như là con ruồi cứ bâu vào Thay nhau hút máu Tôi ngứa ngáy nhảy lên Chạy loạn vòng vòng mong chúng không đuổi theo Mặt trời khuất bóng sau ngọn núi Sương mù bắt đầu tỏa ra Trong màn sương một ngôi nhà tranh ba gian nối tiếp nhau hiện ra Tôi ngạc nhiên Lúc nãy rõ ràng còn ánh sáng của mặt trời mà không thấy Bây giờ lại hiện ra một ngôi nhà cách đó không xa Ơ, ờ, không phải lúc nãy không có sao vừa nói tôi vừa chỉ tay về hướng ngôi nhà tranh đang sáng đèn. thế bà nhìn tôi rồi nói nhà sư phụ còn đó lão ta dùng thuật che mắt để cho người thường hạn chế quấy phá. ban đêm ít người lui tới ngọn núi này cho nên mới thu thuật đi. con thấy là chuyện bình thường, rồi sau này sẽ biết nhiều thứ hơn. tôi liền gật đầu rồi ngoảnh đầu lại nhìn. tôi bắt đầu nhớ nhà nhớ bà mẹ nhớ ngoại mắt rưng rưng. khi nào con được về nhà thầy ba xoa đầu của tôi sẽ do sư phụ của con sắp xếp thời gian không có lâu đâu tôi và thầy ba nhanh chóng men theo con đường mòn được lót một lớp đá cuội đến giữa sân nhà tôi cảm nhận cánh tay phải ấm lên cơ thể bừng bừng thầy ơi tay của con thầy ba xoa đầu an ủi không sao dứt lời thầy ba cất giọng lão già tôi mang đệ tử đến cho ông đây sao không có ra tiếp ngôi nhà im bặt không một âm thanh đáp trả thầy ba hừ hừ nói lão già này lại trốn ở cái xó nào rồi đây thầy nắm tay của tôi lôi vào gian nhà giữa không có ai ngọn đèn dầu vẫn thắp sáng căn phòng đến gian thứ hai vẫn không có ai lúc này thầy ba đã thực sự tức giận lão già chết tiệt đã dẫn đệ tử đến cho lão còn không biết điều ra nghênh tiếp thầy lại lôi tôi ra ngoài sân gian còn lại là gian bếp không lẽ sư phụ đang ăn cơm ở đó Không nghe chúng tôi gọi Một mùi thơm bay ra Bụng của tôi cồn cào reo lên Không chỉ riêng tôi mà thầy ba cũng vậy Đến rắn bếp thầy thẳng chân đã mạnh cửa Cửa mở toang Giữa bếp một chiếc bàn gỗ cũ kỹ với nhiều món ăn ngon Rau xào thịt chiên lại có canh chua Tôi nốt bọt ừng ực Đập tan bầu không khí thèm khát của tôi là một ông lão dâu tóc bạc phơ đang dùng tay bốc thức ăn ở trên đĩa, miệng nhai nhồm nhòm. Nơi góc bếp, bếp vẫn đang có lửa. Một anh trai tầm 14-15 tuổi đang sới nồi cơm vun đầy. Cảnh tượng đó thật khác xa tôi tưởng tượng về một người sư phụ chiếm trệ và uy phong. Ông lão tóc trắng tay vẫn còn bốc thức ăn, mắt ngước nhìn, thấy thầy ba thì không chút ngạc nhiên. Đến rồi hả, đệ tử mới phải không, ăn cơm đi rồi tính ông lão không có khái niệm ngừng tay theo bà kéo tôi đến ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ông ngừng tay được không mất mặt quá làm cho con bé nó sợ không sao cứ gọi ta là sư phụ đi phong cơm chín chưa đói quá rồi anh trai kia bây giờ mới xoay người nhìn một lượt rồi trả lời xong rồi ăn thôi bữa cơm đó đập tan những suy nghĩ trước kia của tôi không phải những vị pháp sư hay có tài đều lạnh lùng ít nói ăn uống từ tốn, có thể không ăn chỉ cần tu luyện như câu chuyện mỗi đêm ngoại kể. Thật tình một đứa trẻ 8 tuổi tôi cảm thấy vui vẻ gần gũi hơn. Sư phụ không điềm đạm mà vui vẻ cười mà chỉ có anh trai, người tôi sẽ gọi là sư huynh thì luôn im lặng, cứ cắm mặt vào chén cơm, chốc chốc lại ngước mặt gấp thức ăn, tuyệt nhiên không nói thêm câu gì. Con tên là gì? Dạ con tên là Cúc ạ à? Tên nghe xến xua vậy Cái gì Cúc Dạ tịnh Cúc ạ à? Sư phụ gật đầu Ờ à, tên cũng được không cần đổi tên Ăn đi ăn xong rồi nói tiếp Thầy bà vẫn gấp thức ăn Nhưng nhẹ nhàng chậm rãi Không giống như sư phụ Trong đầu của tôi lóe lên một ý nghĩ Nhưng vội lắc đầu xua đi Tôi nghi ngờ năng lực người sắp là sư phụ của mình Bữa cơm xong Cũng mù tối Tôi ở lại phụ anh Phong dọn dẹp rửa chén Sẵn tiện tiếp cận làm quen Sư phụ đã bị thầy ba kéo lên gian giữ bản chuyện Ai tên là Phong hả em là Cúc Sau này có thể em sẽ ở đây Tôi quên cánh tay phải của mình không cầm được Cái chén vỡ nằm lăn lóc trên nền đất Sư huynh lạnh lùng vẫn không mở lời cúi người nhặt mảnh vỡ Tôi cúi đầu định nhặt phụ Không cần đứt tay Tôi rụt tay lại Cánh tay bị gì Tôi ngước mắt nhìn sư huynh Tay của em bị tật từ nhỏ Không cấm được vật gì nặng ạ à. Sư huynh gật đầu Từ nay cứ ở yên tôi làm Tôi buồn bã nhìn cánh tay của mình Rồi bất lực cúi đầu bước ra sân Không ngờ đi đến đây Vẫn còn có người chê bai tôi tật nguyện Lúc này hai người lớn Cũng bàn xong chuyện Cả hai bước ra khỏi cửa thầy liền gọi tôi Tình cốc Dạ Thầy xoa đầu của tôi rồi nói từ giờ con ở đây nhé Lão già này sẽ nuôi con Dạy con học chữ và học thuật Mỗi tháng lão ta sẽ cho thằng Phong đá tảng kia Đưa con về nhà hai ngày rằm Phong đá tảng tôi gãy đầu không hiểu Có lẽ cứng ngắt như đá Thầy có đến thăm con không ạ à? Thầy định trả lời thì bị sư phụ chen lời Con không phải lo Thầy của con đến đây ăn trực hàng tuần Rồi con sẽ phát ngấy hắn mặt thôi Thầy liền đỏ mặt Lão già Thằng Phong nó nấu ăn ngon tôi mới đến, chứ không thì tôi cũng chẳng thèm đến đâu. Thầy xoay mặt vỗ vào vai của tôi một cái rồi tức giận bỏ đi. Sư phụ thấy như vậy thì cười lớn, họ như là nước với lửa. Nhưng tôi lại thấy thứ tình cảm thoải mái nhất trên đời đang có ở đây. Con sẽ ở đâu ạ? À? Sư phụ nhìn quanh nhà nhỏ lại không có phòng trống. Ờ à, à, thì... Người chưa nói xong, sư huynh đã bước ra khỏi phòng của mình với cây gối và chiếc chăn mỏng. Ngủ ở phòng đấy, tôi ngủ ở bếp được rồi. Sư phụ hớn hở nói, ở à tạm đi, dành dỗi tật cất thêm một gian cho con nhé. tôi vâng dạ định cảm ơn thì anh đã khuất sau cánh cửa bếp. Phong đá tảng không sai một chút nào. Đó là ký ức còn sót lại hôm tôi bái sư. Sau ba ngày cánh tay phải của tôi dần ổn định Không còn cảm giác đau nhức khi mới vào Khi hỏi sư phụ về vấn đề này Người chỉ nói do cánh tay có linh lực Nó cảm nhận ở đây an toàn cho nên muốn thể hiện chút tài lẻ mà thôi Cánh tay phải của tôi nó chứa đựng một linh hồn bé nhỏ ở trong đó Sư Huynh, Sư Huynh đi đâu vậy? Phong đát tặng xoay người nhìn tôi Dẹp cái kiểu Sư Huynh Sư muội đi Gọi tôi là anh xưng là em Tôi vui vẻ gật đầu Dạ anh đi đâu vậy ạ à? Trẻ cối không có thấy sao Vừa nói Phong vừa đưa cái dìu trước mặt của tôi Để để em phụ anh nhé Không cần Dứt lời lạnh lùng và bỏ đi Tôi ấm ức không hiểu mình làm sai điều gì để hắn ghét như vậy Không phải hắn nghĩ tôi đến đây để dành tình cảm của sư phụ cho nên giận tôi chăng Hay hắn không ưa con gái Hay là tất cả đều do tự tôi suy luật nhầm tính mai là mười bốn tôi riu rít chạy vào bếp nơi sư phụ đang nhâm nhi ly rượu đào ơ ờ, ở đâu người có rượu vậy sư phụ cười chỉ tay vào chiếc chum to gần đó tôi bước đến để nhẹ cái nắp gỗ bên trong một chum rượu trái đào đầy ấp ơ ờ, sao ở đây có đào lúc trước bác con ở tận bắc đem vào cho ba con một hũ rượu tự ngâm có mùi như là sư phụ đang uống nghe mùi con nhận ra ngay thứ rượu trái cây ngọt lừ có chút tê cay đầu lưỡi uống một chút sẽ muốn uống thêm cứ như thế say khi nào chả biết ta không biết thằng phong nó đem một cái túi đào lớn nó nói ở sau núi có vài gốc do khí hậu không có phù hợp cho nên trái nó rất nhỏ đủ để cho ngâm rượu nhưng mà nó rất ngon thằng phong này nó khéo tay lắm con nên học nó đi tôi cúi đầu lý nhí mai mười bốn hôm hôm trước sư phụ có hứa được được Kêu thằng Phong nó dẫn xuống núi Đường trơn trượt đó Tôi vui mừng nhảy cẫng lên À quên Bảo nó cầm theo cây lồng đèn Tôi gãi đầu Thật ra ba ngày ở đây tôi cũng thấy lạ Mọi sinh hoạt đều diễn ra bình thường Sư phụ cũng vui vẻ Chỉ dạy những thuật cơ bản Tôi chưa bao giờ thấy người cáu gắt hay chửi bới Người có đam mê đặc biệt với ăn uống Tính khí lại ổn định cho nên không có gì lạ riêng tên đầu đá kia già dáng thanh niên rồi nhưng vẫn lạnh lùng lúc đầu còn thấy hắn ngầu nhưng mà càng tiếp xúc càng thấy khó chịu hắn có một điểm lạ ban ngày trong khi mọi vật đều rõ ràng hắn lại cầm trên tay một chiếc đèn lồng cháy sáng đến đêm tối om thì không thấy chiếc đèn đâu nữa vậy mà hắn lại di chuyển nhanh lẹ đến nỗi không nhìn rõ hay hắn là ma tôi khẽ dùng mình à sư phụ ơi còn chuyện con quỷ con kể với người Khi nào con được xử lý nó Đang nâng ly rượu Người bất ngờ ngừng lại Ánh mắt đành lại nói Không con không cần Chúng nợ nần nhau từ ngàn kiếp trước Oan oan tương báo tự khắc chúng nhận ra Tôi vâng dạ Thật sự tôi không hiểu những gì sư phụ nói nhưng mong một ngày nào đó khi mà tôi đủ khả năng và có duyên sẽ quay lại tìm nó. Hôm sau trong lòng phấn khởi tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày. Gà chưa ra khỏi chuồng tôi đã bị gọi dậy. Hôm nay tôi được về nhà gặp cha mẹ gặp ngoại. Nghĩ thôi đã thấy vui mừng. Trời hừng sáng sau khi lót dạ bằng bữa ăn cháo loãng, tôi vào phong đá tảng lên đường xuống núi. Tất nhiên trên tay hắn lại là chiếc đèn lồng quen thuộc. Tôi nhìn mãi hết nhìn hắn rồi nhìn đèn. Không chịu được bèn đánh liều phát tan bầu không khí im lặng. Anh Phong cho em hỏi Hắn không trả lời tôi đánh tiếp tục Ban ngày anh cầm cái thứ này làm gì Tắt đi tốn dầu Vừa nói tôi vừa đưa tay chạm vào chiếc đèn Ừ nhưng mà sao nó lại lạnh Không phải nó đang cháy sáng sao Phải nóng chứ Phong rụt tay giấu chiếc đèn ra sau lưng Đừng động vào Những thứ không nên biết thì nên im lặng Tôi ngờ ngợ ra chuyện gì đó Nhưng mà lắc đầu gạt phăng Không lẽ lồng đèn đó ra người theo như bác tám bán thịt heo ở chợ hay dọa bọn trẻ con chúng tôi không được động vào hai cái đèn lồng đỏ cho trước sạp thịt tôi chợt lưỡi thôi mặc kệ sắc hắn đến giữa trưa tôi và hắn đặt chân về đến trước cổng nhà bọn con nít thấy hắn cầm đèn lồng xoay ban ngày thi lạ cho nên chạy theo cả bầy ba mẹ nghe tiếng trẻ con xì xầm cho nên chạy ra ngoài ngó nhìn thấy tôi họ vui mừng chạy ra ôm chầm con gái con về rồi nhớ con quá Mẹ tôi dừng dừng tôi vội an ủi Con mới đi có mấy ngày Con ở cách đây không có xa Từ nay về sau con sẽ mỗi tháng hai lần Anh Phong sẽ là người đưa con về nhà Ba mẹ ngạc nhiên Cậu đây sao Tôi gật đầu Sư huynh của con đó Sư phụ con bận không có về được Nhưng mà có gửi cho ba một hũ rượu đào Đào tươi ủ nhá Vừa nói tôi vừa vui mừng rút trong chiếc giỏ nhỏ đeo trên người hũ rượu Được sư phụ gói cẩn thận Ba đón nhận mặt hơi ngượng Gửi lời cảm ơn sư phụ con Mời cậu vào nhà Chào hỏi một lúc vẫn hỏi các kiểu Cuối cùng bà mẹ cũng yên tâm Về chuyện tôi đi học đạo Mẹ xoay tôi như là trong chóng Nhìn tôi béo mầm Hai má phúng phính cũng ăn lầm Chiếc đèn lầm được để ở dưới bàn Tôi thấy hoạt động của Phong rõ ràng như người mù Còn không nhanh nhẹn như thường nữa Cả ba mẹ và ngoài Ai cũng lấy làm lạ Nhưng không ai dám hỏi Chiều hôm đó cơm nước xong mặt trời cũng đã khuất bóng, phong lại nhanh nhẹn bình thường. Hắn ngồi trên tảng đá ở sân, ngắm nhìn làng xóm. Đằng loài hoài đi lại cho tiêu hóa hết những món ăn ngon. Thì hắn buồn cho nên lại gần hỏi chuyện. Cái đèn lồng quan trọng lắm sao? Phong ẩm ừ cuối cùng cũng trả lời. Rất quan trọng vì tôi bị mù vào ban ngày. Mù ban ngày? Tôi há hốc nhìn hắn như cố định lại chuyện vừa nghe. Hắn gật đầu Đôi mắt này là của một con mèo tinh Lớp bao phủ bên ngoài là da của nó Thứ duy trì ngọn lửa bên trong Chính là xương cốt của con mèo Và thuật của sư phụ Tôi không thể tin đôi mắt tuyệt đẹp Của hắn lại là mắt động vật Anh nói thật chứ hả Hắn nhìn tôi rồi nói Em có cha mẹ rất thương em Đó là một thứ hạnh phúc Tôi sinh ra đã bị bỏ rơi May mắn sư phụ nhặt được Mắt tôi đã bị kiến ăn trước khi sư phụ phát hiện Người vừa bắt được con mèo tinh phá hoại một gia đình Sẵn đấy cho nên giúp tôi tìm lại chút ánh sáng Mà đêm mắt tôi sẽ nhìn thấy tất cả như là mắt mèo Ban ngày tôi lại trở về kiếp mù lòa Phải có đèn lồng đó để dẫn đường Phong đưa tôi đi từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác Bất chợt tôi cảm nhận thấy tay của mình lạnh đi Cánh tay phải tê cấm Phong cũng thấy thứ gì đó màu đỏ vừa lướt qua con đường ở bên ngoài. Cả hai đầm thanh đáp. Quỷ! Sau khi dứt lời tôi và Phong đá tàng chạy như bay ra ngõ, nhằm đuổi kịp thứ gì đó vừa lướt qua. Trong nhà một ánh mắt dõi theo tôi lắc đầu khuất bóng. Chạy hết con đường làng đến ngôi nhà cuối xóm, ngôi nhà đang cháy sáng đèn tự động phụt tắt. Những tiếng đứa trẻ khóc hét vì sợ gọi cha mẹ chúng tôi ở bên ngoài nghe được tiếng nói của người cha không sao không sao có cha ở đây gió thì mà con ủa mà bà đâu không có thắp đèn lên tụi nhỏ nó ôm tôi cứng ngắc cho đến nay bà bỏ cái thứ quần áo nó xuống đi thắp lại cái đèn không có tiếng đáp lại chỉ có tiếng thờ phì phò đều đặn tôi đoán người đàn ông trong nhà cũng khá lúng túng vì trước khi tắt đèn vợ của ông ta còn ngồi vá lại chiếc áo rách vai ngay bên cạnh các con không lý nào mà bây giờ im lặng như vậy ông trấn tĩnh các con ngoan nào nắm vào vạt áo của cha 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 đi tìm hộp diêm mà mẫm được một lúc thì cũng tìm được tôi và phong đứng ở bên ngoài chờ đợi không có chuyện gì nửa đêm nửa hôm xông vào nhà người ta không khéo bị đánh oan đèn được sáng lên từ từ hai đứa nhỏ ôm sát vào người cha giáo giác nhìn xung quanh tìm mẹ người phụ nữ vẫn còn ngồi đó tay đặt lên bàn mắt nhắm nghiền điềm tĩnh Người đàn ông bước đến chậm chạp lay lay vai của vợ, thân thể của bà ấy bất động. Bà, ngủ hả? Ngủ thì mắc mông đi chứ, trời cũng khuya rồi mà. Người vợ không có nói gì, thân thể khẽ lắc lư nhịp nhàng, mắt từ từ mở ra. Đứa bé đứng gần nhìn vật đó mà khóc thét cả lên. Cha ơi, cha, mắt mắt của mẹ cháy kia. Người chồng lui lại, vợ của ông bây giờ ngồi yên mắt mở lớn, đôi mắt đỏ rực và phát sáng hai tay bấu vào cạnh bàn tức giận miệng gầm gừ không ngớt chỉ chờ có như vậy hai đứa chạy vào ngay vừa bước chân vào cửa nhà tay tôi bắt đầu nóng lên phòng cầm chặt đạo bùa ở trong tay lên giọng hỏi ma quỷ phương nào hà cớ chi nhập vào người phụ nữ này gây loạn nếu biết điều cút ngay khỏi đây trước khi chúng ta ra tay người phụ nữ vẫn ngồi im lặng nhưng cổ của bà ta xoay tròn đầu quay lại hướng của chúng tôi miệng gầm gừ như nói một loại ngôn ngữ nào đó mắt đỏ rơi nước mắt một dòng nước mắt đỏ như máu người chồng lúc này chân tay buồn rồn ôm chặt hai con hai đứa trẻ bị dọa khóc lớn miệng không ngừng gọi mẹ tôi phản xin vợ chồng tôi làm lụng cực khổ quanh năm đuôi hai con nhỏ chưa từng hại ai bao giờ thả cho gia đình chúng tôi người đàn ông bái lạy tôi chạy đến đỡ họ dậy chú và các em ra ngoài đi Con với anh ở đây sẽ giải quyết không hiểu từ đâu tôi có ngữ khí rắn chắc như vậy Đây là lần thứ hai tôi gặp quỷ Nhưng là lần đầu cảm nhận mình có khả năng giải quyết Người đàn ông đó nhìn tôi Một con bé 8 tuổi Nói giọng điệu của một người lớn Cũng không, không hẳn là tin tưởng Nhưng mà khi nhìn sang phong đá tảng dáng vóc cộng với vẻ ngoài chứng trả khiến cho họ tin tưởng Ông ấy gật đầu dắt tay hai con nhấp vào vách nhà từ từ đi ra ngoài Người phụ nữ nhìn quanh Thấy những người không có liên quan ra ngoài Ánh mắt cũng dịu đi phần nào Nhưng khi nhìn thấy chồng của mình Đột nhiên bà ấy gầm gừ Ngồi xổm dậy định lao lên Phong nhanh tay miệng khẩn niệm chú Phóng thẳng đạo bùa có sẵn kia vào người của nó Người phụ nữ đau đớn Lá bùa dính trên ngực nổ lột bộp Phong hét lên Nhanh tay phải vận khí Tôi nhanh chóng gật đầu chạy đến Nắm bà vai của bà ấy bằng cánh tay đang nóng rực vừa chạm vào cánh tay của tôi chuyển sang lạnh đột ngột ý thức của tôi mất đi một nửa mơ hồ thấy được một người phụ nữ bà ấy mặc bộ bà ba màu hồng cánh sen thông thả ngồi trên một chiếc xích đù gỗ mà đung đưa cười đùa Từ bước đến gió ngừng thổi người phụ nữ đó đang ngừng cười bà ấy hỏi tôi trước giờ ta chưa thấy ai có khả năng này mượn xác nhập hồn mình vào gọi hồn người cần gọi làm ma hơn bốn mươi năm ta chưa từng thấy tôi nhìn kỹ mặt của bà ấy không có gì gọi là đáng sợ tại sao bà lại nhập vào người khác sẽ ảnh hưởng đến họ rất nhiều trẻ con biết gì tôi ngớ người rõ ràng từ nói chuyện với tôi trước bây giờ lại nói tôi trẻ con không hiểu chuyện còn thấy bà ghét đàn ông tôi dứt lời mắt của bà ấy sáng rực lên nghiến rằng kèn ghét đống ta ghét đàn ông hứa hẹn bắt ta chờ đợi hơn mấy chục năm vẫn không quay lại ta hận Thế ra bà ấy chờ người nào đó Sẽ đến mỏi mòn mà hóa quỷ Tên lân la Người ấy tên là gì là ai Con tìm giúp bà được không Bà ấy liền xua tay nói Không cần trẻ danh Vậy thì bà trả xác cho người ta đi Muốn gì ra chỗ khác nói chuyện Bà ấy phóng một bước tới bay cao tận trên đầu của tôi miệng cười lớn Khó khăn lắm mới tìm được xác yếu ớt như này Ta không trả Tôi hơi khó chịu với thái độ đó Bà không trả bà đừng có trách con Trẻ danh Tao nghĩ mày chỉ được có thế Ở bên ngoài Phong đang đứng cạnh canh chừng cho thân xác của tôi Tránh bị tác động bên ngoài Tên nắm chặt đạo bùa khác Nếu trong ảo giác tôi không xử lý mềm mỏng được Sau đó sẽ ra tay thật mạnh Không nghe lời sẽ đánh tan hồn phách Ờ thế bà muốn gì Làm ma quỷ đời đời kiếp kiếp hay sao Người phụ nữ này còn con nhỏ ta không quan tâm tôi nghe giọng của phong ở bên tai tỉnh cúc nhanh đi cạn hết dương khí rồi có thoát xác người phụ nữ này cũng chết từ quên đi bài học của sư phụ không thể để cho quỷ nhập xác quá lâu người phụ nữ này thân thế suy yếu vốn không chịu được bà ra đi muốn gì con sẽ giải quyết không thể đừng có trách người đàn bà đó cười lớn tao muốn thử Bà ấy vừa dứt lời tôi siết chặt nắm tay, nhắm mắt đọc chú. Bà ấy đang ở trong ảo giác của tôi, đồng thời đang ở trong lòng bàn tay của tôi. Nói trắng ra nếu mà đủ đạo hạnh tôi có thể bóp chết bà ấy. Không gian dần khép lại, cơ mặt của tôi giãn ra. Tôi đang nhốt bà ấy vào một khoảng không nhất định. Cảm nhận cơ thể của mình không động đậy được bà ấy bắt đầu la hét. Dành con, mày làm gì tao? Thả tao ra, mày tin tao giết mày không? Tôi vẫn nhắm mắt lặp đi lặp lại câu chú sư phụ dạy Mắt của bà ấy ngấn nước Thả cho tôi đi Tôi sắp bị chèn đến mức mất hồn phách rồi này Tôi ngưng niệm chú Mở mắt nhìn khuôn mặt thống khổ ở trước mặt Còn có khả năng nhốt bà ở đây Đem về sư phụ thì người không được cứu đâu Bà ấy vừa khóc vừa nói Được được ta thoát xác Nhưng phải hứa giúp ta tìm người ta cần tìm Tôi gật đầu Con sẽ tìm người đó dù sống hay chết tôi buông tay người phụ nữ nằm vật ra nghe không còn nguy hiểm gì nữa người chồng dắt con chạy vào trong nhà tôi cũng khá mệt mỏi nhưng luồng sáng vừa thoát ra chúng tôi phải đuổi theo phong không quên dặn lấy lá bưởi tắm rồi xông cho bà ấy dài muối trắng bốn góc nhà cơ thể suy nhược cần tầm bộ nói xong phong kéo theo tôi chạy như bay tay lạnh quá vận khí trao đổi để nó bình thường lại đi để như vậy mất hết sức lực Tôi nghe lời mặc cho anh ta kéo tôi đi đâu Cánh tay dần ổn định Khóe miệng phong đá tàng khép mỉm cười Tôi nghe không nhầm anh ta gọi tôi là đứa trẻ ngoan Chạm một mạch cho đến cánh đồng vệt sáng đó cũng ngừng lại Cuộn tròn rồi hóa thành một thân thể nguyên vẹn Phòng cũng buông tay tôi ra Bà là ai? Ta thấy bà cố tình tìm vật thử chúng tôi Chứ không phải nhập vào người phụ nữ đó Phong hồn của người đàn bà khẽ gật đầu thông minh lắm con bé kia còn quá nhỏ ngươi phải dạy nó nhiều điều hơn rồi bà muốn gì người đàn bà xoay lưng bật nhảy lên ngọn cây hai chân cứ đung đưa mà nói tìm người một người đàn ông ta không tìm được phong nhau mắt nhìn bà ta bà là quỷ đi khắp nơi biến hóa khôn lường bà không tìm được chúng tôi liệu có cách sao người đàn bà kia vẫn thong thả đáp Người không làm được nhưng mà con bé kia nó có thể làm được. Ta tìm khắp nơi, người đàn ông đó có lẽ đã chết. Ta muốn biết ông ta đang ở đâu dưới âm giới, ta muốn chuyển kiếp gần ông ta. Phòng xoay người nhìn tôi, chạy một đoạn đường xa xôi tôi cũng mệt lả người nhưng vẫn cố đứng lên nói chuyện. Bà muốn tìm ai, nói họ tên ngày tháng năm sinh nguyên quán, được con sẽ gọi hồn người đó lên. Người phụ nữ đó nghe đến đây chớp mắt đã lao xuống đứng trước mặt tôi. Lê Hoài An sinh ngày mùng 2 tháng 3 năm Mậu Thìn là người Tân An. Tôi đột nhiên choáng váng, cố bám tay lít tay của Phong đá tàng. Phòng thấy sắc mặt của tôi không tốt thì liền chen vào. Hẹn bà tối mai trở lại đây, sư muội của tôi vốn yếu ớt, mới vừa thi pháp xong, không còn sức để gọi lần nữa, để chắc chắn đêm mai giờ này cứ quay lại. Người đàn bà đó nhìn Phong gật đầu tin tưởng rồi nhẹ biến mất. Được, ngày mai, giờ này. Bà ta không còn ở đó, Phong buông tay của tôi. Không cần phải giả vờ, nói đi. Tôi buồn bã quay đầu bước về chỉ trả lời ba chữ. Lỡ hẹn rồi. Tôi vào Phong trở về nhà. Bà ngoại lo lắng đứng chờ ở ngoài cửa. Vừa thấy bóng của tôi ngoại chạy ra đánh vào đầu của tôi xanh con nửa đêm nửa hôm đi đâu vậy hả ba mẹ mày ngủ hết rồi chứ không bây giờ ba còn thức là mày no đòn đó đi đâu ngoại hất mặt về phía của phong hắn không ngại ngùng mà đáp tụi còn thấy quỷ chạy theo giúp người thôi à ngoại tôi liền lân la hỏi thêm còn quỷ nữ đi tìm một người đàn ông sao tôi đang buồn bã không muốn nói chuyện nhưng mà khi nghe ngoại nói như vậy thì cũng ngạc nhiên ủa sao ngoại biết muốn gì vào nhà nói vào đến sân tôi và phong đá tàng ngồi ngay ngắn ở bên cạnh nhau hắn khoanh tay trước ngực mặt lạnh như tiền không nói lời nào từ khi con cúc nó đi khoảng ba ngày đổ lại tự dưng ở đâu có còn quỷ nó cứ xuất hiện hàng ngày nó nhập hết vào người này cho đến người khác sau đó nó thì phá phách dọa nạt bắt mọi người phải tìm người cho nó mà đâu ai biết ông tân là ai hôm nay không biết nó nhập vào ai nữa tôi liền gật gù nói Dạ nó nhập vào cô hoa vợ chú Tâm ở cuối làng Con thấy cô ấy yếu lắm Nếu như nó nhập lần nữa Con không biết cô ấy còn mạng không nữa à Ngoại liền xoa chán nói Thôi chuyện này nếu mà hai đứa làm được Thì cứ làm Chứ nó cứ phá phách bắt đi tìm người Ai biết đâu mà tìm Cứ bắt tìm người mà không nói tên tuổi Chả ai biết đâu mà lần Phong ngồi đó không nói lời nào Cứ để tôi với ngoại huyên thuyền một lúc lâu Ngoại ngáp một hơi rồi nói khuya lắm rồi đi ngủ đi con cúc vào giường trong mà ngủ con nhóc này tên là gì ta quên rồi tôi nhanh nhậu đáp phong phong đá tàng ạ à? hắn quay ngoắc sang nhìn tôi bằng ánh mắt có lửa tôi ngúng ngoài bỏ vào trong nhà bản thân cũng biết trọng giận hắn ta tôi nghe hắn lầm bẩm đá tàng tàng đá thật ra tôi biết cái tình đó tôi cũng biết người đó nhưng mà tại sao một con quỷ lại muốn gặp người kia Tối mai sẽ có câu giải đáp Ngồi một giấc sau khi thức dậy lại phải xa cha mẹ một tháng Lòng của tôi có chút khó chịu Dù trải nghiệm phía trước rất thú vị, rất háo hức Nhưng không thể nào không đau lòng Một ngày ngắn ngủi bên ba mẹ cũng hết Mẹ chuẩn bị cho tôi một cái túi thức ăn thật lớn Nào là cá khô, thịt phơi khô, chuối phơi khô Toàn là những thứ mà tôi thích ăn Chật vật lắm Phong đã tàng mới nhấc nổi bao thức ăn đó. Mẹ bình dịn sờ đôi má căng mịn của tôi. Con đi phải ngoan, chịu đựng không nổi thì xin thầy về phía ba mẹ. Ba gặt phăng lời nói của mẹ. Cố gắng lên chứ hả? Bản thân có tài thì phải giúp người, không được dễ dàng bỏ cuộc như thế. Mẹ nhìn ba ánh mắt rưng rưng, trách sao ba không làm hậu phương cho con gái. Ai mà không biết ba muốn tôi thể hiện hết khả năng của mình con cái ai mà không sót Nhưng mà sau này tôi cũng phải trưởng thành Ba mẹ phải già đi Không thể bao bọc cả đời Ngoại thở dài dặn tôi chú ý lời ăn tiếng nói rồi quay đi Tôi và hắn khuất bóng sau lũy che già Mặt trời cũng xuống núi Cả hai cứ như vậy bước tưởng bước đến chỗ hẹn Phong nhìn tôi hồi lâu rồi mới lên tiếng hỏi Ê nhóc con Tôi xoay người nhau mắt nhìn hắn Em sắp 9 tuổi rồi đấy nhé Không phải là nhóc con đâu thôi được rồi ngừng lại một chút thức ăn gì mà nặng hơn củi đó tôi hí hưởng chạy đến bao thức ăn lôi ra một hũ chuối khô nghỉ đi đi cũng chưa đến giờ anh ăn không tôi đưa miếng chuối to cho hắn hắn quay đi tôi ghét mùi này lê hoài ăn là ai tôi ngập ngừng trước sau gì hắn cũng biết ờ à, thì sư phụ phong mà to mắt nhìn tôi sư phụ sư phụ là lê hoài an sinh năm mậu thìn tại sao em biết Tên ngượng ngùng trả lời Mấy hôm đầu đến bái sư em lau dọn bàn thờ tổ Thấy một quyển sách cũ Lật ra xem thì thấy tên của sư tổ rồi sư phụ Có cả tên của anh tên em cũng được sư phụ thêm vào bằng mực đó Em nghĩ quyển đó ghi lại tên của những người đồng môn Cũng như là có quan hệ với nhau Phong gật gù Anh ta không có thói quen lục loại đồ cũ Việc mình mình làm Và lại ban ngày anh ta cũng không thấy gì Vậy con quỷ kia đang tìm sư phụ Liệu có việc gì không Tôi liền trả lời Theo em thấy thì con quỷ đó cũng hiền Khúc mắc của sư phụ để tự người giải quyết thôi Giải quyết bằng cách nào Đem nó về Cả hai nhìn nhau Thật sự chỉ còn cách đó Đúng giờ hôm qua nơi cánh đồng vắng Có gốc cây cổ thụ to Tôi vào phong đứng chờ Bất chợt gió liền nổi lên Che bớt đi ánh sáng của mặt trăng một bóng người uyển chuyển ngự trên ngọn cổ thụ giọng lạnh lót thế nào tìm được chưa tôi liền ấp ống trả lời tìm được hay không thì bà cũng làm tắt gió đi giữa đêm hôm dọn người khác thì được chứ mà dọn hai đứa con phí sức trong nháy mắt gió liền tắt bà ta kề sát mặt của tôi và từng làn hơi lạnh ta quên dọa người quen rồi phòng đứng đó nhìn bà ta một lượt nếu so sánh bà ta cũng ngang tuổi của sư phụ chắc tôi không đọc nhầm hắn bắt đầu nói chúng tôi tìm được người cho bà rồi cũng biết người đó hiện đang ở đâu ông ấy chưa chết hiện sống rất tốt bà ấy lướt đến mặt của hắn nghiến răng sống rất tốt tại sao hắn không đi tìm ta còn sống sao hắn không có trở lại phong lắc đầu nói tôi không biết nhưng mà chúng tôi có thể đem bà đi nếu mà bà chịu vào cái lọ này tôi phải phong ấn bằng bùa mới đem bà đi được bà ta nhìn phong rồi chuyển sang nhìn tôi tôi chớp chớp đưa mắt to tròn ngây thơ làm cho bà ta tin tưởng được rồi ta vào nhưng mà không được nuốt lời bùa chú với ta không có tác dụng đâu nên nhớ nhưng mà lọ nào nhanh lên ta muốn gặp người đó càng sớm càng tốt nhìn quanh lục lọi hết túi đồ không có cái lọ nào hắn chuyển hướng nhìn sang tay của tôi cái hũ sành đựng chuối khô vẫn còn một vài miếng ở trong đó hắn bước đến lấy hết những miếng còn lại cầm ở trên tay há miệng ra tôi nghe lời của hắn há miệng thật lớn hắn bỏ hết vào trong miệng của tôi không một chút nương tay tôi ú ớ không nói được gì cố nhả hết những gì ở trong miệng đây chịu khó một chút có mùi chuối thôi bà ta nhìn chiếc hũ lắc đầu không ta không thích phải tôi không giúp được bà Hắn toàn định cất bước nhưng bà ấy ngăn lại. Được rồi, được rồi, ta vào. Trong chớp mắt bà ấy đã nằm gọn trong chiếc hũ sành. Nhanh đi chết tiệt, ta muốn chết thêm lần nữa rồi đây. Chiếc hũ được đậy nắp, dán thêm một lá bùa ở bên ngoài. Cả hai hướng về ngọn núi trước mặt. Trăng lên cao tôi và hắn cũng về đến nhà của sư phụ. Nhà con lá bùa phía trên mà bà ấy vào trong an toàn, không bị kết giới của sư phụ giữ lại. Tôi vui vẻ chạy vào Sư phụ tụi con về rồi Tụi con đem nhiều đồ ăn về lắm Không có ai trả lời Tôi chạy ngay xuống bếp tìm Sư phụ quả nhiên là ở trong bếp Nhưng mà người đã say bí tỉ Mùi rượu đào nồng nặc chung rượu đã bị sư phụ uống cạn từ khi nào Nghe tiếng động người khịt khịt mũi Mở mắt nhìn tôi Ồ tịnh cốt con về rồi hả Cái thằng nhãi kia đâu Phong bước vào với chiếc hũ ở trên tay Đột nhiên sư phụ chuyển đổi sắc mặt Trong người tỉnh táo hẳn lên Đưa cây hũ đó đầy Hai đứa đi nghỉ đi Chuyện người lớn ta giải quyết được rồi sao lại thứ đồ kia Cả hai chúng tôi lui ra ngoài Sư phụ tay mân mê chiếc hũ 40 năm rồi mới được gặp em Chiếc hũ khét động đậy Sư phụ đẩy cửa bước nhanh ra ngoài Bước thẳng ra khu rừng ở phía xa Nơi những cánh hoa sim rừng đang nở rộ lá bùa được mở ra một luồng khí màu đỏ thoát ra ngoài tụ lại thành một thân thể hoàn chỉnh bà chớp mắt nhìn đối diện ông ông an sư phụ liền gật đầu là tôi tôi nhớ em lắm mắt của bà ấy đỏ lên tay mọc ra những móng vuốt thật dài lao đến bóp cổ của sư phụ nhớ tôi nhớ tôi mà ông ăn no ngủ kỹ sống ăn nhàn ở đây tôi chết hơn 40 năm rồi ông có biết không hả Khoe mắt của sư phụ rưng rưng Tôi tôi không thể ra khỏi đây Tôi không hề biết bà đã chết Hôm nay sáng sớm tôi đã bấm quẻ Quẻ tượng hiện gặp được cố nhân Tôi nghĩ ngày đến em Nhưng mà khi thằng Phong nó cầm chiếc hũ ở trên tay Tôi biết mình đã muộn rồi Mắt của sư phụ đỏ hoe Bà ấy nhẹ buông tay Mắt cũng ngấn lệ Tôi tìm ông hơn 40 năm Đâu biết ông bị sư phụ nhốt ở đây nếu tôi biết tôi đã không tự sát oan uổng. Hơn 40 năm trước, bà Liên cùng với sư phụ là huynh muội đồng môn, luật lệ đệ tử không được có tư tình không được kết hôn, cả đời phải cô độc lang thang khắp nơi giúp đời. Nhưng mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai người yêu nhau. Không bao lâu sau bị sư phụ phát hiện, ra sức ngăn cấm nhốt người ở ngọn núi này, lệnh đến khi nào cắt đứt được tình cảm nam nữ mới giải thoát. Về phía của bà Liên, bà nghe được tin người yêu của mình đã đầu hàng, nguyện cắt đứt tình cảm. Trong cơn đau đầu bà đã treo cổ tự tử, trở thành quỷ đi khắp nơi để tìm người tình mong trả thù. Nào ngờ người chết oan, người còn lại bị giam giữ hơn 40 năm vẫn không thoát khỏi chữ tình. Cả hai nhìn nhau tóc đều đã bạc, kẻ âm người dương, kẻ làm quỷ người làm thầy. Nghiệt duyên kiếp này sao mãi chưa dứt. Đôi khi lỡ hẹn một giờ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm Sau cái đêm đó Sáng hôm sau sư phụ buồn bã Thấy món ngon rượu thơm cũng không thèm nhìn đến Chỉ ôm khư khư chiếc vòng ngọc mà ngắm nhìn Chiếc vòng khi cả hai lén sư phụ xuống núi nhặt được trong miếu hoang Họ lấy đó là món vật định tình Không ngờ sau nhiều năm như vậy người vẫn còn cất giữ Âu cũng là duyên số trời định gặp nhưng không thể gần Sư phụ ăn cơm thôi Ờ ăn cơm Phong đá tàng cặm cụi ăn cơm không nói lời nào Chiếc đàn lồng trên bàn đột nhiên cháy lên dữ dội Tất cả ngừng đũa chạy ra bên ngoài Không hiểu sao một cây xanh đã ngã vào sân May mắn không làm sập gian nhà nào Sư phụ bấm tay nhìn quanh Một luồng khí xám xịt còn vương xung quanh kết giới sư phụ tạo ra Thì cũng thấy luồng khí đó nhưng không biết ở đâu Đến ma quỷ còn sợ tránh xa nơi này Lý nào có ai dám đến Sư phụ luồng khói đó Sư phụ nhìn quanh tiến đến gần gốc cây để nhìn Vết cắt sắc bén cắt phẳng gốc cây Trên thân cây vẫn còn vết cào cấu Nó đến rồi đó Nó đã tìm ra ta Ai vậy ai tìm người Phong đát tàng nhìn chầm chầm Chiếc đèn lồng đang cháy ở trong tay Nó mẹ của con miêu tinh này con miêu tình kia vốn ẩn náu trong một ngôi làng đang trong thời gian nó cần dương khí để tu luyện nó nấp trong một gia đình giàu có trong thôn sau đó bắt trẻ con cả trai lẫn gái chỉ ăn tim của trẻ con để luyện sư phụ lúc trước được cử đến tìm ra con miêu tinh không ngờ nó chỉ là con nhỏ con mẹ đang ở ngoài ngọn núi gần đó tính ra nó đã tìm sư phụ mấy mươi năm có lẽ nó đánh mùi được chiếc đèn lầm Phòng vốn không xuống núi ra ngoài vào ban ngày Nhưng hai hôm trước vừa đưa tôi về nhà Làm cho miêu mẹ nghe mùi mà đi theo Đến được nơi nhưng mà kết giới còn đó Nó thuộc dòng quái yêu Không thể bước vào Hạ một cây to để thỏa lòng nóng giật Nó sẽ không bỏ cuộc Lúc trước bắt được con miêu Sư phụ đã tốn biết bảo công sức Còn bị thương khắp người Bây giờ là con mẹ trải qua mấy mươi năm Liệu sư phụ có đấu lại nó một con miêu tình chính hiệu. Đột nhiên tiếng mèo vang lên lan rộng cả ngọn núi, tiếng kêu đầy uy lực và khẳng định, nó đã tìm được kẻ thù giết con. Sư phụ đâm chiêu dặn dò, từ mai nhốt gà vịt cho kỹ tránh ra khỏi đây, sau khi ta chuẩn bị xong mọi thứ rồi tính tiếp. Tôi liền gật đầu cắn môi, tôi biết được nó nguy hiểm cỡ nào. Sư phụ vốn vui vẻ, chuyện không nghiêm trọng người sẽ không nghiêm túc như vậy. Phong đi kiểm tra lại kết giới ở bốn hướng Treo lại dây đỏ dọn dẹp cái cây này đi Nhớ buộc thêm chuông vào đây Dạ con đi ngay Phong trả lời rồi chạy đi ngay Tôi cũng chạy ra ngoài vườn kiểm tra lại chuông gà vào vịt Bước cơm bị gián đoạn không ai còn nuốt nổi Sư phụ lấy một đoạn kim loại ra mài Mài thành bột Phong ngồi gần đó tê mân mê chiếc lồng đèn da mèo Ánh mắt lâu lâu lại phát sáng Sư phụ nếu thất bại đồng nghĩa với việc Phong sẽ mất đi đôi mắt và có thể cả tính mạng. Nhưng tôi kể cả tôi nếu không có sư phụ thì cũng bị nó quật chết tức khắc. Chỉ cần nghĩ thôi tôi đã cảm thấy sợ. Khẽ dùng mình nhớ lại lời của ba dặn phải cố gắng không được bỏ cuộc. Tịnh cố con nên gọi hồn một số để luyện tập đôi chút đi. Con còn non tay nếu có việc nguy những vong hồn con sở hữu cũng giúp kéo dài thời gian để chạy thoát tôi nhìn sư phụ đáng sợ thế nào ạ à? người liền gật đầu đáp nhiều năm trước ta đã giao đấu với con nhỏ mà đã xém mất mạng con miêu mẹ nó đã thành tinh nhiều khi đã nói được tiếng người ta cũng không chắc con mới đến đây ta phải bảo vệ con trước mắt của tôi long lanh thật ra tôi đang phấn khích lắm Nhiệm vụ này khác hẳn với ma quỷ bình thường Lại được huấn luyện một số vong hồn vô chủ bất trí nhớ Trong tình cảnh dầu xuôi lửa bỏng Lòng của tôi dâng lên một cảm giác mình quan trọng Dạ con đi ngay ạ à? Chờ đã nhớ câu chú chứ hả Không được đọc nhầm gọi quỷ sai đâu đấy Ta còn phải để sức để chiến đấu Tôi liền cười và chạy đi ngay Câu chú gọi vong hồn lưu lạc gần giống với câu chú gọi quỷ sai Tôi đã đọc nhầm một lần Dùng sức mạnh của cánh tay gọi hẳn ba quỷ sai Làm cho sư phụ và phong đá tàng hì hục thu phục hết cả Là người thường duy nhất chỉ có thể gọi từ một đến ba vong Nhưng tôi đặc biệt tôi có thể dùng sức ở cánh tay Thu hút những vòng đỉnh đó Nhắm mắt tay bắt ấn Tay bắt đầu lạnh dần Tay trái không chịu nổi cái lạnh từ tay phải chuyển sang Phải buông bỏ đột ngột Cánh tay cứ lạnh dần miệng của tôi không ngừng lâm dâm đọc chú từ ngoài xa những bóng trắng bay vụt đến bị kết giới chặn lại lơ lửng ở phía ngoài chúng bị thu hút bởi cánh tay phát ra âm khí của tôi Suốt vội trong người ra một nắm lá bùa nhỏ có màu xanh nhạt tôi ném ra phía ngoài cầm mỗi một vong hồn một lá bùa chúng bay đi ẩn vào trong những bóng trắng tiếng xì sầm ngày một gần tôi là ai sao tôi lại ở đây cô gái kia gọi tôi đến đây ư những vong hồn kia không hề quen biết nhau Toàn những người chết oan ức mất trí nhớ Chưa thể siêu thoát Bây giờ họ được tôi gọi đến Điều khiển họ bằng những lá bùa vừa phóng ra Tôi nghiêm giọng nhưng vẫn dầm gì trò chuyện với họ Tôi là tỉnh cốc Từ giờ mong mọi người giúp đỡ Một trong những đám vòng đó bày đến lên lưng trước mặt của tôi Giúp cô được gì Tôi là ai Họ là ai Giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ lấy lại ký ức mọi người có thể siêu thoát tất cả nghe đến siêu thoát đều gật đầu đồng ý một buổi gọi hồn diễn ra khá tốt tôi đa phần nắm được tính cách từng vong như thế dễ dàng điều khiển họ sáng ngày hôm sau như thường lệ mở cửa chuồng gà rồi đi vệ sinh cá nhân nhưng hôm nay chưa bước ra đến chuồng mũi của tôi nghe được một mùi tanh sộc lên trước mắt đàn gà nằm la liệt tất cả đều mất đầu chết ngọt đến nỗi không có kêu một tiếng chạy ngay vào để báo sư phụ và phong họ nhìn nhau lắc đầu sư phụ thở dài nói nó đoán được bước đi của chúng ta sư phụ vừa dứt lời một đàn mèo từ đâu trong chuồng gà chui ra miệng chúng vẫn còn đang dính máu là mèo hoang ở trên núi chúng không biết ở đâu sinh sôi nảy nở rất nhiều Có hôm đi hái rau sau vườn thấy chúng kéo nhau đi cả đàn tìm thức ăn nhưng mà chúng chưa bao giờ dám vào tận nhà có hôm tội nghiệp đem chút cơm thừa cho bọn chúng Thế bọn chúng ngoan ngoãn Hôm nay sao lại như vậy Sư phụ sao chúng vào được đây Không phải người lập kết giới với trung đồng rồi sao Sư phụ liền thở dài Kết giới chỉ chặn được thú dữ Thú thành tinh và những người xâm nhập có ý xấu Chứ không thể nào ngăn cản được những động vật nhỏ như vậy Chúng không có sát khí Kết giới không nhận ra được Còn chuông đồng nhảy qua là xong tôi liền gật gù định hỏi thêm nhưng bị phong đã tặng cắt lời nó sai mấy con nhỏ vào trong cắn chết đàn gà để chúng ta không có công cụ hạ nó bùa giết nó cần có máu gà hắn hiểu tôi định hỏi gì sao quá đáng nhưng mà thật ra tôi định hỏi xong miêu tinh lại giết hết gà sư phụ nhà con có rất nhiều gà nếu mà người cần con về nhà bắt vài con đem lên sư phụ mặt buồn bã nhìn đàn gà béo mập Ta định hôm nay là món gà om rượu Giờ gà đâu mà ăn Tôi liền phì cười thời khắc nguy hiểm như vậy Mà thầy còn nghĩ đến việc ăn uống Gà đó từ nhỏ nhai đầu chúng ta ăn thân Xét lời phong đát tảng cốc vào đầu của tôi Ngu dốt ăn để nhiễm khí độc chết hết hả Hắn lắc đầu ngắn ngầm Sư phụ thì ham ăn Sư muội thì lại ngu dốt Nơi đây thật không yên bình như hắn tưởng Sư phụ mặt buồn dài ra ủ rũ Thế vậy tôi liền ăn ủi Sư phụ hôm nay ăn cơm với thịt khô mẹ con phơi nhé Mai con về nhà bắt gà lên đây Chúng ta ăn gà om rượu Như thế thì có kỳ lắm không Con lại về nhà vác đồ ăn đến Tôi tươi cười đáp lại Không sao nhà con rất nhiều Hôm trước mẹ con đã bắt chục con lên núi tầm bổ Mà con bảo nhiều quá không có sách lên hết Cho nên là chưa có bắt Giờ chúng ta lên núi làm gì có tiền mua gà ở chợ còn chưa nói nếu mà muốn nuôi lại phải chờ rất lâu tụi gà con mới lớn. Lỡ miêu tinh xuất hiện vài hôm nữa, phá kết giới ta phải làm sao? Sư vụ đăm chiêu phân tích lời của tôi nói rồi gật gù. Được rồi, nhưng bắt thì bắt một chục nha. Bữa giờ ta nghiên cứu được hai món gà ngon cho nên muốn thử. Người cười tươi làm tôi cũng thấy yên tâm phần nào. Lòng thở phào nhẹ nhõm. Bất chợn đánh giá con miêu tình kia cũng không quá đáng sợ. Không đáng để cho sư phụ phải động lòng sợ hãi. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ biết được lòng của sư phụ đang dối như tư vò. Mấy chục năm qua người không tu phép nhiều nữa, chỉ tập luyện ít để duy trì. Tầm không tịnh thì tu luyện được. Đối với người có tài phép hay không không quan trọng. Thứ người đợi 40 năm là người con gái kia để trùng phùng. Nhưng bây giờ người đã đi, người lại vướng bận thêm tôi và Phong thầy chưa thể buông xuôi đành phải chấp nhận che lấp nỗi sợ hãi ở trong lòng đêm đó tôi dùng cánh tay phải mà một lối nhỏ kết giới của sư phụ gọi những vong hồn đêm trước đến để luyện tập họ đã khá hơn nhận ra tôi là người có thể giúp họ cho nên sai đầu đánh đó sai gì để làm đó cảm giác sợ hãi một đám lính âm làm cho tôi phấn khích tột độ nhưng hôm nay cánh tay này lâu lâu lại nhói lên đau đớn không phải nó mất cảm giác rồi sao cũng không quan tâm lắm vì cơn đau chỉ là thoáng qua. Luyện tập đôi chút rồi tôi nhốt tất cả vào trong chiếc lọ nhỏ. Vậy đỡ tốn công mỗi lần luyện phải gọi lên rồi chờ. Sáng ngày hôm sau Phong Đá tàng cùng tôi đi xuống núi trở về nhà. Trên tay hắn vẫn là chiếc lồng đèn kia. Lửa bên trong hôm nay bình thường nhưng đôi lúc lại muốn rực lên. Tôi lại có cảm giác ai đó nhìn mình trên đường. Quay đầu lại thì thấy Phong đá tàng nhìn tôi chầm chậm hay nhìn em mãi vậy hắn đỏ mặt quay đi miệng lẩm bẩm nói ngủ ngốc đi được mấy giờ chúng tôi đặt chân trở về nhà mẹ đang nhặt rau chuẩn bị cơm sáng nhìn ra ngõ đã thấy tôi mẹ ngạc nhiên ờ con bé này không phải nói là ngày ra mới về sao mới về hôm trước hôm nay lại về hư đốn như vậy sư phụ đuổi rồi sao tiếng ngượng đỏ mặt nói mẹ không phải con bị đuổi thôi vào nhà đi có gì nói trong lòng của mẹ ánh lên một tia vui mừng và một tia lo sợ. Mẹ vui nếu tôi bị đuổi thì có thể trở về nhà. Mẹ lo vì tôi sợ đã gây ra họa gì khiến sư phụ tức giận mà đuổi xuống núi. Nếu bà biết tôi hư đốn sẽ đánh tôi một trận giang hồn. Uống nước đi con. Mẹ đẩy ly trà đến trước mặt cổ hắn. Cảm ơn bác ạ. À. Nói đi sao hôm nay lại về? Về luôn hay là đi lại? Tôi ngượng ngùng con vì bắt gà thôi Trên núi gà không còn Con và sư phụ lại thêm gà Mẹ thở phào nhẹ nhõm Nhưng trong lòng có chút tiếc nuối Hai đứa ngồi nghỉ đi để mẹ bắt cho À gà trống hay gà mái Từ gái đầu quên chưa hỏi sư phụ Đang ngu ngờ không biết trả lời thế nào Thì hắn ngồi bên cạnh đã đáp lời Bảy trống ba mái à Mẹ gật đầu rồi nhanh chóng ra sau nhà Tôi ngó sang nhìn hắn Sao anh biết hắn vẫn nhìn thẳng không nhìn tôi mà trả lời Ngủ ngốc ơ ờ, hắn lại chửi tôi rõ ràng sư phụ chưa nói sao tôi biết được một lúc sau mẹ xách hai chiếc giỏ mây đi vào bên trong là gà chúng kêu nghẹt điếc cả tai ở lại hay là chờ ba bay về hôm nay ông đi ăn dỗ ở làng bên chắc chiều mới về ngoại thì đi cha chợ rồi tôi đứng dậy rời khỏi ghế thôi tụi con đi đây đợi cha vi ngoại về chắc không có kịp về lúc trời tối đâu Mẹ nhìn tôi bị dị nói, ăn hết về mẹ lại bắt nữa cho, nhà còn nhiều lắm. Trong chiếc giò nhỏ là đàn gà con hơn 10 ngày nở rồi. Về dựng đàn lại, có thèm thì cũng có mà ăn, không cần phải lặn lội xa xôi. Phong đã tảng đi đến tay sách hai giò gà giọng lạnh lùng nói, Cảm ơn bác ạ, à, tụi con xin phép về trước. Cốc, cầm đèn đi trước đi. Tôi vâng lời như một cái máy cuối người nhặt chiếc đèn lầm, chào tạm biệt mẹ rồi nhanh chóng rời khỏi nhà chỉ còn sớm tôi và hắn cứ từ từ đi một lúc rồi lại ngồi nghỉ chơi. Đến khi mặt trời sắp xuống núi vì phải nhớ ra trở về. Hắn ta hôm nay sao lạ quá, không kéo tôi đi như mọi hôm, mà cùng tôi thong thả từng bước một. Trong lòng của hắn hiếm khi thấy tôi tung tăng thoải mái khi ở dưới núi, không muốn tắt đi cuộc vui của tôi cho nên đành im lặng mặc cho tôi rong rủi. Đường lên núi là con đường mòn nhưng mà không quá khó khăn, tôi cầm đèn đi phía trước, Hắn không cầm đèn mà vẫn bước đều Vì mắt của hắn là mắt mèo Đi được một đoạn cánh tay phải của tôi nhói lên Chiếc đèn lồng lửa cháy rực Hắn chạy đến gần buông bỏ gà mà giật lấy chiếc đèn trên chi tay của tôi Cánh tay của tôi lúc này không còn đau nữa Nhưng mà hai luồng nóng lạnh cứ đan sen chạy dọc bên trong Sẵn sàng va chạm với bất cứ thứ gì Trong bóng đêm một thân thể to lớn vụt qua lại giữa những bụi rậm Ngày càng trở nên gần tay cầm chặt chiếc lồng đèn tay còn lại siết chặt tay của tôi im lặng không nói gì ta bảo chạy thì chạy tôi liền gật đầu im bặt nghe ngóng tiếng gió hình bóng to lớn cứ vượt qua vượt lại nó lao đến hai chúng tôi phong đá tảng cứng rắn đưa chiếc đèn lồng ra đỡ nó khịt khịt mũi rồi dừng lại dừng chân trước túm hai giò gà rồi biến mất nó không hại hai chúng tôi cướp giò gà để làm gì Mắt của tôi rơm rớm nước sụt sùi tiếc những con gà kia Hắn xoay sang nhìn tôi hơi lúng túng Sợ sao? Không tiếc mấy con gà Hắn lại cấp đầu của tôi Con gà con đuôi sẽ lớn Tôi và Phong trở về nhanh chóng Trong tay chỉ còn những con gà vừa nở được ít hôm Vừa chạy tay của Phong vừa nắm chặt tay của tôi Cảm nhận hắn sẽ siết chặt tay của tôi sợ tôi biến mất Về đến nhà trên núi cả hai mệt bỏ hơi tai tựa lưng vào cột nhà mà hít thở sư phụ trầm ngâm bước ra thất bại đúng không tôi nhìn người khác gật đầu lúc này tôi cảm thấy mình như kẻ tội đồ có việc giữ chặt mấy con gà cũng không làm được trên nhỏ còn không làm được thì nên cơm cháo gì những việc lớn nghĩ như vậy tôi thôi vội bật khóc con xin lỗi sư phụ con vô dụng sư phụ thở dài xoa đầu của tôi không sao hai đứa vừa đi ta đã gieo quẻ nhầm được chuyện sẽ xảy đến Công may hai đứa bình an Phong đứng dậy rồi cúi đầu Còn xin lỗi sư phụ Mắt của Phong đột nhiên sáng màu vàng rực Sư phụ nhìn vào đó rồi bị cuốn theo Trong mắt sư phụ hiện lên hình ảnh của sư muội mình Trước mặt một người màu đen hiện ra Sau đó tất cả chỉ còn là mơ mộng Trong bảo mộng người quay lại như lúc trẻ Trên núi tu luyện cùng với mọi người nhưng những ký ức lúc xưa người vẫn còn nhớ như in. Sư phụ nhớ những việc mình đã từng làm, nhất cả đoạn nhân duyên ngắn ngủi mà tươi đẹp. Thầy, sư phụ con khi nào tỉnh lại? Tôi ngước nhìn thầy ba trong đêm sư phụ ngất. Phong là một lần nữa xuống núi để tìm sư đệ của sư phụ, mong người có cách giúp đỡ. Thầy ba nhìn nét mặt tươi cười rạng rỡ của sư phụ mà lắc đầu. Ta không biết khi nào huynh ấy sẽ tỉnh lại, nhưng theo những gì ta biết thì sư phụ các con đã lạc vào cõi mộng. Tất cả do ánh mắt của biểu tình phát huy sức mạnh. Tất cả phải chờ vào ý chí của huynh ấy. Một là chờ về thực tại, hai là sống mãi ở trong mộng. Phong đứng ở bên ngoài nghe hết tất cả. Sư phụ ngất đi như vậy, hắn ta nghĩ mình có lỗi nhiều nhất. Vậy thời gian nhiều nhất là bao lâu à? Thế bà thở dài. Đến khi tuổi thọ của huynh ấy hết hoặc vài năm Cũng có thể là vài ngày ta không chắc Không ai biết được thọ của người khác là bao nhiêu Tất cả chúng tôi đều nghĩ người sẽ sống hơn trăm tuổi để giúp đời giúp người Sư phụ con bây giờ như vậy rồi không ai có thể cãi nhau với người nữa Tôi đắp nhẹ chiếc khăn cho sư phụ rồi bước ra ngoài Phong và thầy ba cũng nối bước theo sau Bớt trần thầy ba khựng lại Ta có việc muốn nói Xét lời người đưa trước mặt chúng tôi một mảnh giấy Bên trong là nét chữ của sư phụ Tỉnh cốc phòng Sư phụ biết tụi con gặp nạn Nhưng ta cũng đoán được nạn của ta Ta để cho hai con đi là muốn một mình mình chỉnh lại kết giới bằng tâm thuật của mình Tạm thời trong vòng 10 năm không ai có thể bước vào kể cả là miêu tinh Hai đứa không cần phải lo lắng Kiếp nạn này cũng để ta trở về quá khứ thêm một lần Sống thật tốt với những ngày trước kia ta bỏ lỡ Ta còn có một nhiệm vụ cho cả hai con Hai đứa cứ đi về hướng Nam Đi đến đâu cần giúp đỡ thì phải giúp sức giúp Không được thấy khó mà lui Cánh tay phải của tỉnh Cúc chứa đựng sức mạnh của âm dương Hiểu biết ta không rộng Nhưng mà ta chắc chắn cánh tay đó ngàn năm chưa chắc có một người sở hữu Còn có duyên thì phải biết nắm lấy Diệt trừ được mưu tinh hay không cũng cần đến quá trình tu luyện của con Phòng con sở hữu mắt của Miu Có thể trợ giúp rất nhiều cho tỉnh Cúc Ta cũng thấy được một đoạn duyên giữa con và Tịnh Cúc Giữ hay không là do con Đoạn nghiệt duyên nên giữ hay là nên cắt Tự cả hai sẽ định đoạt Những lời của sư phụ viết ra Người có thể đoán được những chuyện xảy ra sắp tới Hàng ngày người đùa giỡn như một đứa trẻ Không phải người không có năng lực Do không muốn nghiêm túc làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hai đệ tử nhưng phía dưới sao bị mất một đoạn giấy. Ơ ờ, sao chỗ này lại bị rách cả? À? Tôi đưa mảnh giấy ra trước mặt của thầy ba, người ngượng ngượng rồi trả lời. Đoạn giấy ấy là lão viết cho ta nhưng mà giận quá tớ xé đi rồi. Sư phụ con viết gì mà để cho người giận như vậy? Mặt của thầy từ từ đỏ lên, người lấy trong túi áo ra một mảnh giấy nhàu nát. Sư đệ, người phải chăm sóc ta đến khi tỉnh lại, nghiệt duyên của người chính là ta. Ngươi không cần phải tốn sức đi tìm nữa Sau dòng chữ ấy là nhiều hình mặt cười ngộ nghĩnh Thế bà tức giận đến đỏ cả mặt Lão ấy biết ta ghét chôn chân một chỗ Nên lại bắt ta quanh quần ở cái xó này Thật là bực tức quá Tôi bước đến vỗ lưng của thầy Cố gắng tôi thầy ạ à, Sư phụ của con sắp xếp hết rồi Ai cũng có nhiệm vụ Tụi con không giúp được thầy đâu đêm hôm đó tôi vào phòng cùng thu xếp quần áo một ít thức ăn cùng một số tiền nhỏ mà sư phụ đã cất giấu kỹ sau bàn thờ tổ cầm tiền ở trên tay tôi khẽ xin lỗi sư phụ do người sai tôi lau dọn cho nên mới phát hiện ra công vì đại nghiệp cho nên đành dùng tạm chắc người sẽ không giận đâu nhỉ sáng ngày hôm sau chúng tôi ghé qua phòng của sư phụ một lần nữa để tạm biệt người sư phụ vẫn nằm đó mắt nhắm nghiền nhưng chốc lại nằm một nụ cười chắc người đang hạnh phúc trong giấc mộng cả hai nhẹ lui ra thì va phải thầy ba đang bê một trọng nước lớn đi đến nước vơi đi một ít tôi luống cuống dùng tay phủi nhẹ những giọt nước còn đọng trên áo của thầy bọn bọn con xin lỗi thầy nhìn tôi hành lý mà cả hai mang trên người cũng hiểu chúng tôi sắp đi khỏi đây đi sao ta đang nấu cháo ăn rồi đi cho nó ấm bụng phòng nắm tay của tôi kéo ngược về phía của hắn nhanh biệt đáp Thôi tí nữa lại nắng Bọn con còn phải ghé qua nhà của tỉnh Cúc một lần nữa Lần này đi không biết khi nào trở về Để em ấy gặp cha mẹ một chút Thế bà gật gù đồng ý với những gì mà Phong đã nói Thôi lên đường đi Ta không giữ lại nữa Lão già bên trong kia cứ mặc lão Có ta lo liệu Tu luyện cánh tay cho tốt Lão ta đang chờ đó À miêu tình cũng vẫn để ở trong mạng của lão Không cứu được thì lão ta chỉ còn nước làm lính nô cho nó cả ngàn kiếp Đi sớm về sớm Khi nào cánh tay này hút đủ âm dương Nó sẽ tự động báo hiệu cho cả hai trở về Tôi và Phong cùng lên đường Quay đầu nhìn thêm một lần nữa Thật tình có chút lưu luyến Cả đoạn đường hầu như không ai nói chuyện với nhau Phong tập trung quan sát Quanh xem mưu tình có theo dấu mà phá phách không Còn tôi thì cứ mãi nhìn cánh tay phải Liệu nó có bao nhiêu năng lực Tôi và Phong không ai biết Chúng tôi như kẻ mù đi trong đêm vốn dĩ đã không thấy ánh sáng từ ban đầu cứ theo cảm tính mà nâng gót đến đâu xử lý đến đó mặt trời vừa lên cao chúng tôi đã đặt chân đến đầu làng trong lòng của tôi dâng lên một cảm xúc lo lắng suy nghĩ một lúc cuối cùng tôi cũng ra quyết định không nói sự thật cho ba mẹ biết lần này về chỉ báo cáo là bận tu tập thời gian dài sẽ không trở về nhưng kẻ kia lầm lì liệu có hợp tác nói dối cùng tôi Chờ chút em có chuyện muốn nói Có chuyện gì mệt sao Tôi lắc lắc tay Không em có chuyện muốn nhờ Nói đi nắng lắm rồi đó Tôi ấp ống Thật ra tôi không muốn ba mẹ lo lắng À lần này đi Anh đừng nói với ba mẹ em là chúng ta đi lâu như vậy Cũng đừng tiết lộ chuyện gì Em không muốn mẹ vào ngoại khóc Phong đã tàng ngập ngừng rồi gật đầu Như vậy đi Thật ra hắn cũng có suy nghĩ Nếu nói với ba mẹ tôi một đứa trẻ 9 tuổi ở gần hắn một thời gian dài Hắn thì mới lớn sẽ thiệt thòi cho tôi Ba mẹ tôi sẽ không đồng ý chỉ còn cách nói dối Vừa đến nhà mẹ giật mình khi thấy tôi lại trở lại Ồ không phải là hôm qua mới vừa về sao Có chuyện gì Tôi chạy đến ôm mẹ rụi đầu vào lòng của bà Con nhớ mẹ quá thôi Mẹ thở phào đáp Thôi đi cô vào nhà đi Bà đang ở trong nhà đan lưới đó mẹ đang bê một rổ khoai mì to tôi chưa kịp vào nhà thì ba đã chạy ra không phải mừng vì tôi trở về ba chạy ra để bê giúp mẹ cảm giác có chút hụt hẫng ba xoay người nhìn tôi về rồi hả vào nhà đi hôm qua vừa mới về sao hôm nay lại về về ở lại luôn hay là lại đi tôi buồn bã cúi đầu trả lời lý nhí mai con đi rồi vậy tốt dáng học hành đi Tôi thấy mắt của bà hiện lên từ máu đỏ nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì bà đã xoay người đi vào trong nhà. Bà không cần tôi nữa sao? Đêm đó tôi ngủ thật sớm trong vòng tay của mẹ và ngoại. Mẹ vẫn vậy ít nói nhưng mà thương tôi vô bờ bà. bà còn bỏ vào túi của tôi biết bao nhiêu là kẹo đậu. Món tôi thích ăn. sụi đầu vào bụng của mẹ thì bị ngoại ngăn lại. Nhẹ thôi em nó đau. Tôi giật mình chỉ tay nhìn chăm chăm vào mẹ, ánh mắt giò xét nhìn vào mẹ. Mẹ khẽ gật đầu tôi vui sướng như muốn hét lên để cho tất cả biết tôi sắp được làm chị. Nhưng nhớ đến ba tôi có chút ganh tị. Có lẽ nào có em cho nên ba không còn thương tôi. Tôi chìm vào giấc ngủ trong sự đố kỵ. Ở ngoài sân Phong và ba tôi đã uống đến ấm trà thứ ba. Nước trà bây giờ cũng đã nhạt như nước lã. Họ nói chuyện về tôi. Bà cũng hỏi hắn về tôi trên núi như thế nào. Có ngoan hay là bướng. Rồi về vấn đề một thời gian dài tôi sẽ không trở về nhà mà buổi cơm trưa tôi đã nói đến. Nâng ly trà đến tận miệng nhưng lại thôi, ba liền hỏi. Tôi tin cậu đủ nhận thức để biết đúng sai. Con bé nó nói dối thì tai của nó đỏ lên. Mẹ nó không phát hiện nhưng mà tôi biết nó có vấn đề gì sao. Phong ngạc nhiên nhìn ba. Rõ ràng thái độ của ông rất quan tâm tôi, sao lại tỏ ra lạnh lùng như vậy. Vâng, con và Cúc sẽ đi về phía Nam vài năm để giúp đỡ người khác. Công chính đã giúp tỉnh Cúc tu luyện thêm em ấy sợ hai bác lo lắng còn cũng sợ mọi người không tin tưởng ở con cho nên là cũng không có dám nói thật phong dứt lời ba liền thở dài ngước mắt nhìn bầu trời tối đen lòng của ba thất lạc tôi thường nó cho nên muốn nó sống tốt nhất tôi hiểu con đường mà nó đang đi không thể bỏ cuộc giữa chừng tôi mong rằng nó cố gắng hơn trưởng thành hơn cho nên mới như vậy vì nó cậu đừng nói cho mẹ con nó biết vợ tôi mang thai không chịu được chuyện này đâu tôi tin con gái tôi sẽ làm được nhưng mà tôi muốn cậu hứa với tôi một chuyện Hai người nhìn nhau Trong màn đêm phong gật đầu Đồng ý với ba của tôi Sáu năm rồi tôi chưa một lần trở về Hiện tại tôi đã là 16 tuổi Có thể xem là tuổi đẹp nhất Của đời con gái Cái tuổi mà nếu ở nhà Thì tôi đã có người dặm hỏi Cuối người nhìn khuôn mặt tròn trịa mà ửng hồng của mình dưới mặt nước của một con suối tôi tự nhủ. Tình Cúc ơi mày tròn lắm rồi đó, hắn ta đưa thức ăn không nên ăn nữa nên học cách từ chối đi đang mải mê suy nghĩ từng nghe tiếng chân ở phía sau vội vàng đứng dậy tìm chỗ nấp nhưng vừa xoay người phong đá tảng đã ở sau lưng rồi cúp vào đầu của tôi bao nhiêu năm rồi vẫn còn chậm chạp hắn giỏi nhất là đi lén như vậy tôi sao qua hắn được phong chiều trước mặt của tôi một con gà nướng ăn không tôi gật đầu liên tục nhưng nhớ đến khuôn mặt tròn béo của mình rồi tôi lại lắc đầu gà ở đâu anh bỏ công sức đi bắt cho em sao phong nhếch miệng cười nói bớt mơ mộng đi nhà ông sinh cho đó ông sinh một người giàu có trong một ngôi làng chúng tôi vừa đi qua vừa giúp cho gia đình của ông ta bắt được một con ma nữ theo ấm cả nhà tôi nhìn con gà chăm chăm nó bé như là con chim cút lão sinh cũng quá keo kẹt rồi Tôi phải tốn biết bao nhiêu là sức lực dùng tay phải của mình gọi con ma nữ đó lên. Phải phân giải chuyện của họ tốn hết nước bọt. Mỗi lần thu được một linh hồn tay của tôi lại nhận được một cơn lạnh buốt đau đến tận xương. Tính ra 6 năm qua cũng bắt được kha khá vong hồn làm điều ác. Sao cánh tay của tôi chưa thấy báo hiệu gì cả. Mãi suy nghĩ tôi không biết có người đang nhìn tôi chăm chú rồi bật cười vì cái khuôn mặt ngốc nghếch của tôi đang bị độc thoại nội tâm. Được rồi chúng ta giúp họ là vì họ cần Không nên câu nệ quả cáp Có hay không không có quan trọng Để sư phụ biết người sẽ giận đó Hắn lại lấy sư phụ ra dọa tôi Tôi liền hừ lạnh một tiếng Rồi giật mạnh con gà Hứ của em mà Chưa kìm cắn miếng nào Chúng tôi thấy một luồng khí đen vụt qua Nó di chuyển rất nhanh Không phải vong bình thường Cái gì vậy Phòng đưa tay lên miệng ra hiệu cho tôi im lặng nó vụt vào trong làng rồi nhanh chóng vụt đi sau đó bay về phía nam rồi biến mất ác linh tôi nghiêm mặt có lẽ nó do con người nuôi dưỡng đi điều tra để báo cáo rồi phong liền gật đầu rồi nói có thể đúng nhưng cũng có thể là linh hồn kết oán khí quá để tạo ra nhiều ác linh Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của bộ truyện này.